Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các mẫu két sắt mini mà bên shop mình có bán. Thì đây là két sắt heo, thì két sắt heo bên mình có ổ khóa luôn nha, có hai màu, màu hồng và màu xanh. Thì màu hồng là cái này nhắm mắt, màu xanh mở mắt, dành cho các bé. Thường thì bé gái thì hay thích màu hồng, bé trai hay lấy màu xanh nè. Nó có cái ổ khóa và chìa khóa luôn nha mấy bạn. Cái này thì mình bán giá 45.000, có hai màu. Vâng, sau đó là một mẫu két sắt cũng hot, không hề kém cạnh, đó là két sắt chuột. Thì năm nay là năm con chuột cho nên mẫu này rất là hot luôn. Đây là một màu hồng, thì giá của két sắt này là 55.000, cũng có ổ khóa luôn. Tại vì cái kết cấu của nó hơi là có lỗ tai này kia kia nọ lên, nó hơi mắc hơn cái két sắt heo một xíu nha mấy bạn. Và đây là một con chuột vàng. Thì cái con chuột này nè mấy bạn có thể là, tại vì nó có cái màu và mạ vàng như thế này, mấy bạn để trong nhà, trưng trong phòng khách hoặc là những cái nơi nào mà phòng làm việc gì đó. Thì ở đây là có phần để tiền tiết kiệm vào, và ở dưới này là phần để mấy bạn gỡ cái này ra và lấy tiền tiết kiệm. Mấy bạn khỏi phải đập cái này, vừa để trang trí mà vừa để làm tiết kiệm tiền luôn ha. Cái này thì tặng cho mấy bé thì rất là xinh rồi. Còn cái này thì bé nào cũng thích. 45.000, 55.000 và cái này là 45.000. Thì bạn nào mua hàng liên hệ với mình qua số điện thoại 0387728778 giúp mình nha. Mình có ship code toàn quốc nha mấy bạn. Phí ship mấy bạn chịu từ giúp mình từ 35.000 trở lên ha, tùy theo con. Nhưng mà thường thì mình ship từ 2 3 con trở lên, chứ một con mà mấy bạn mua, ví dụ như một con này đi có 45.000 mà tiền phí ship nó đã là 35.000 rồi, mất công phí ship cao mấy bạn nữa, mà cũng mất công bên mình nữa. Cho nên mấy bạn thông cảm giúp mình nha. Xin chào các bạn.